Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Đã từng nghĩ rằng chắc mình tiêu rồi, suốt đời này sẽ chẳng thể yêu thêm ai ấy, mà thế chẳng biết bằng cách nào nụ cười từ đầu đến đây cướp lấy tim rồi. Trời trên cao hay nói vì sao dưới đất có đứa lao đao, vì đang phải lòng cô gái chẳng biết làm sao. Tuy rằng anh nhiều điều chưa tốt, nhưng anh sẽ dần hoàn thiện nốt. Bây giờ đây anh chỉ muốn thốt lên vài câu: làm ơn em hãy cho phép anh được ở bên cạnh em, dù anh tuy hơi khép nép nhưng chân tình anh xin gói ghém. Dành trao cho em những thứ tươi đẹp nhất thời, biết không rằng là anh đã thích em nhiều lắm rồi. Đi cùng anh giữa đời mênh mông, xa 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 mùa đông vẽ tình yêu thắm nồng, và ta cùng đi qua những bao dòng. Ước em sẽ ở một tiếng trong, có cho là điều viễn vông. Trái tim anh thì vẫn cứ luôn nồng trong. Trời trên cao hay nói vì sao dưới đất có đứa lao đao, vì đang phải lòng cô gái chẳng biết làm sao. Tuy rằng anh nhiều điều chưa tốt, nhưng anh sẽ dần hoàn thiện nó. Bây giờ đây anh chỉ muốn thốt lên vài câu: làm ơn em hãy cho phép anh được ở bên cạnh em, dù anh tuy hơi khép nép nhưng chân tình anh sẽ đôi ghen. Dành trao cho em những thứ tươi đẹp nhất người, biết không rằng là anh đã thích em nhiều lắm rồi. Anh chỉ mong thế thôi, mong thế thôi, mong thế thôi. Đêm bình lặng lẽ sẽ bước cùng em. Nè quý vị khán giả xem rồi đó, đó. Bây giờ em lại quay trở lại đây, lý do nào, cơn gió nào đây? Dạ, tại vì em có một lý do nên em mới đến đây. Yeah. Lý do nó mà túm lại một chữ thôi thì đó là chữ gì? Tình. Nhưng mà ngày hôm nay em cảm thấy anh run run quá hả? Nếu mà tỏ tình ai ý, thì cố gắng lên nha. Có khi nào tỏ tình em không Dung? Trời,
anh Room là mở màn cho cái sự ế của em ngồi ở đây bao nhiêu số rồi. Đây là người đầu tiên nha mọi người, nhưng mà em không ngờ là người anh thân thiết của em lên. Ê, ủa, nhưng mà em không không em không nghĩ là anh sẽ lên thật à? Em cũng 50-50 á. Có nghĩ đúng không? Thế là em ít nói hơn mấy tập trước, chứ mấy tập trước em nói nhiều hơn á. À, linh cảm rồi, có một sự linh cảm rồi. Thế hình như là mọi người cũng vừa gặp mà đúng không? À, xin lỗi anh. À, vui quá quên bông luôn kìa. Vui quá quên bông luôn kìa. Ủa nhưng mà làm sao tự nhiên lúc nãy các mọi người focus vào đây nhanh vậy? Tại vì có chia sẻ là Dung là người quen của anh mà đúng mà rồi. Ở đây có ai quen anh đâu. Đúng rồi. Thường thường á thì đã tiếp xúc ở ngoài rồi sẽ phát sinh tình cảm. Đúng rồi. Chúng ta sẽ tìm ra cái liên kết anh ạ. Ok ok ok. Anh có liên kết. Biết sao không, mọi người lâu lâu đăng story ấy, xong em thấy ghi N N P G. N P G là Nguyễn Phương Dung đúng không? Wow, tuyệt vời. Em cũng đánh đoán được. Ê da, ê chà, ê chà, chà, lộ hết rồi. Lộ hết rồi trước rồi. À, chưa làm gì luôn đó. À, thôi thì ok. Thì sự việc cũng, mọi người cũng đã biết rồi thì anh xin phép mời em vào đây. Ok. Cố lên anh ơi. Bye. Yeah. Yeah, yeah. Ôi, cảm ơn. Hoàng hôn đấy. Wow. Ngắm hoàng hôn. Để anh cầm. Đúng rồi, đi biển đúng không? Đồ ha. Đúng là trần dân. Đây, nếu mà có hải sản là hợp đấy. Ờ, chuẩn, lấy đâu ra rồi anh. Này là rượu thịt hả anh? Hả? Rượu rum hả? Đúng không? Không. Không hả? Ê, ngày xưa anh nói với em là tên của anh là do bố thích uống rượu rum đúng không? Xong đặt tên đúng không? Sau em cũng đi thử uống mà uống ngon thiệt nha, cũng say phết đấy. Mọi người ơi, tự nhiên giống kiểu Dung kiểu sao ra? Em từ trước đến giờ em luôn nói nhiều mà. Hả? Em thoải mái mà. À, tại vì lúc ngồi ở dưới á, em thấy anh hơi run. Lúc nào mà cảm thấy mình kiểu hồi hộp quá thì mình hãy hít sâu vô, xong mình thở ra. Có thể uống miếng rượu để đỡ run cũng được anh. Rồi, gần đây anh cũng có tập thiền nên là anh cũng đang tìm hiểu điều đấy. Hết, tắt rồi, tắt luôn rồi. Chắc anh hồi hộp đúng không? Mà có gì đâu hồi hộp, ở ngoài mình cũng nói chuyện được mà. Thì nhưng mà cái lần đầu em có nhớ là gặp anh thì anh có như nào không? Ngày xưa em thấy em gặp anh Rung vui hơn. Em cũng biết là trong 2-3 năm không gặp, chắc tầm đấy, thì không biết có chuyện gì xảy ra mới với anh không. Mà em cảm thấy ngày xưa em gặp anh có một cái năng lượng nó vui vẻ hơn. Mặc dù anh là một người rụt rè, nhưng mà em vẫn cảm thấy là ngày xưa anh tự tin hơn, tự tin với bản thân mình hơn so với khoảng thời gian này em gặp lại. Là thời gian từ đó giờ là em nhớ từ lúc nào không? Hình như từ hôm mà sinh nhật bé An Vi đúng không ta? Hôm đó là lần cuối đúng không? Lần cuối gặp nhau. À đúng rồi. Nhưng mà em có nhớ lần đầu mình gặp không? Lần đầu gặp là thời điểm ở nào? Công viên Thỏ Trắng đúng không ta? Sao rồi cũng ngồi. Tại em nhìn cái này em nhận ra liền luôn. Hồi đó kiểu anh Rung biết em là tới từ cái video, em vẫn nhớ đúng không? Từ cái video, chắc anh không nhớ luôn quá. Hả? Đúng không? Sao? Anh biết em là từ cái video của ai đăng á. Sao anh comment vô? Ủa? Trời ơi. Em có nói nhiều không mọi người? Không. Không, nói nhiều lên Dung. Em cứ thoải mái thôi, tại vì cái anh ngồi đây để là muốn giải bày những cái vấn đề anh còn thắc mắc. Nhưng mà em có biết là tại sao anh tặng em cái loài hoa này không? Từ em coi. Hoa thạch thảo tím đúng không mọi người? Thực ra là anh tính tặng cho em cái hoa cúc họa mi cơ. Tại vì anh thấy ở trên Facebook của em thì có mấy ảnh của em mặc áo dài chụp với một cúc họa mi, thì anh nghĩ là em sẽ thích. Nhưng mà tại vì đợt này cái họa
khoa đấy nó người ta không phải mua ấy, nên là thành ra là không có. À, thì anh tính tặng khoa đấy cơ, nhưng mà cuối cùng là phải chọn cái này, nó cũng mang ý nghĩa là chung thủy đấy. Vậy hả, bây giờ em mới biết ý nghĩa của Thạch Thảo là sao anh lại đăng ký chương trình? Sao anh lại quyết định lên đây trong khi hai đứa mình cũng gặp ở ngoài? Cái hôm mà em đăng một cái story ở chế độ bản thân ấy, thì anh có thấy cái lời mời của chương trình gửi tới cho em. Cái lúc đấy là anh cũng đã quyết tâm rồi, thì anh quyết tâm tham gia rồi, nhưng mà khi mà thấy cái story đấy á, thì anh bắt đầu anh nghĩ là hai mình thử đăng ký tham gia chương trình xem như thế nào. Thế nên là anh kiểu rồi đi thôi đấy, nên là hôm nay anh có mặt ở đây. Thật ra là ngày xưa em cũng nói là em cũng không có muốn tham gia những cái chương trình tỏ tình như này. Ngày xưa em có nói. Nhưng mà chắc là cái khoảng thời gian mà chương trình gửi lời mời cho em á, cũng là lúc mà gom được hết những cái lộn xộn trong quá khứ của mình lại, những cái cảm xúc của ngày trước. Em bắt đầu bước đến tìm kiếm một tình yêu mới. Đó, em cảm thấy là nó như vừa khớp cái khoảng thời điểm vậy đó. Nên là em ngồi ở chương trình này. Nhưng mà hôm nay em cũng cảm ơn anh Rum rất là nhiều. Bởi vì ở ngoài anh Rum rất nhát luôn ý. Nhưng mà ngày hôm nay thì vì em nên là anh Rum dũng cảm hơn lên trên này tỏ tình với em. Ok, anh thì em biết là em thì thích nhậu, còn anh thì thích không gian. Anh nói xong rồi các anh quay phim ngồi cười luôn kìa. Em đã rú cái chuyện này lâu lắm rồi. Thì đấy, anh xin lỗi nhưng mà lỡ vô tình. Không sao. Thì anh thì thích không gian thiên nhiên nên là anh chọn cái bối cảnh như này. Thì anh mời em uống được không? Ok. Mời anh. Từ năm 2019 tới giờ cũng 3 năm thì em thấy là anh có thay đổi gì không? Không. Không hả? Không. Với anh thì em có. Em hả? Thay đổi cái gì? Em trưởng thành hơn này. Có nhiều tâm sự hơn này. Nhưng mà có hai cái em không thay đổi là em vẫn luôn rất là xinh đẹp, và tất cả là anh may mắn được ở trong danh sách bạn bè thân thiết của em ở trên Instagram. Đó là điều làm anh rất là vui. Lỡ tương tư về em, không tin ra đây mà xem, có một người lặng lẽ nhìn em thật lâu. Sao nhở, những người mà em gặp á, trong cuộc sống này cũng có rất là nhiều người mình gặp, nhưng mà em cảm thấy cái nút follow trên IG nó cũng quan trọng với em á. Em follow một ai ở trên IG là kiểu người đó sẽ có một mối liên kết nào đó trong cuộc sống của em. Ở một khoảng thời gian nào đó thì người ta xuất hiện và cũng có những bài học, cũng có những kinh nghiệm, cũng có những trải nghiệm đối với em. Nên là cái phần bạn bè ở trên IG ấy, em cũng trân trọng nó lắm ý. Anh thì cũng vậy. Thì thời gian đầu thì anh cũng dùng Insta như em, nhưng mà sau này kiểu là cái tư duy của anh nó cũng ảnh hưởng nhiều cái, thì anh bắt đầu follow lại những cái người mà anh cảm giác là họ có ảnh hưởng thấy cuộc sống của mình. Đúng rồi đấy, thì anh bắt đầu follow lại. Chứ trước đấy thì anh cũng follow tầm những người anh em thân thiết, bạn bè thôi. Thì đấy, thì những người follow hiện tại của anh thì đa số là những idol của anh, nước ngoài cũng nhiều lĩnh vực các kiểu đấy.
thì cũng may mắn là được ở trong cái danh sách của em thì vui chứ. Đấy. Thời gian của em thì em như nào? Trời sao anh Rung nói chuyện mà mắt anh Rung long lanh như sắp khóc luôn á. Có hả? Nó long lanh, long lanh, long lanh. Thời gian qua của em như thế nào hả? Từ một cô nàng có người yêu trở thành một cô nàng độc thân, sống một cuộc sống độc thân thoải mái bên chị em, có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, em sắp xếp được những điều em thích, những điều em muốn trong tương lai. Nói chung khoảng thời gian qua cũng thay đổi với em nhiều á, cái khoảng thời gian mà không gặp anh á, có nhiều cái trong cuộc sống xảy ra với em. Ok, anh cũng thấy điều đấy mà. Cả bản thân anh cũng vậy, anh thì cũng gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống như những cái từ khóa mà anh vừa chia sẻ lúc nãy. Thì cũng một thời gian rồi thì anh cảm thấy là bản thân mình có tự tin hơn. Mặc dù là em thấy anh vẫn còn nhút nhát nhưng mà hiện tại là anh dám lên đây thì là anh cũng đã dành hết cái tấm lòng này rồi. Thì anh thấy cảm giác nói chuyện với em á thoải mái hơn nói chuyện với mọi người không? Không, em thì luôn có cái sự thoải mái của em rồi, nhưng mà mỗi khi mà nói chuyện với em thì anh lại cảm thấy anh không biết sao cái cảm giác nó khác với mọi người. Thì nó đặc biệt hơn. Thì nó làm anh luôn ở trong cái trạng thái anh muốn nói với em vấn đề này vấn đề kia nhưng mà nó lại sợ không biết là nói như này thì em sẽ nghĩ gì hay không hay là như nào ấy. Thì anh luôn có một cái tâm thế nói chuyện với em là sợ em buồn, sợ nói gì không hay hả? Đấy thì nên là anh cũng ít nói chuyện với em hơn đúng không? Tại em thấy bình thường những cái ngày lễ nè, hoặc là ngày sinh nhật, hoặc là có dịp gì đó đặc biệt thì anh Rum luôn là một người gửi cho em những cái tin nhắn rất là đáng yêu, rất là dễ thương, động viên em về cuộc sống. Em rất là quý anh Rum luôn á. Bởi vì anh là một người kiểu biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Mà kiểu em sống tình cảm á, nên là em trân trọng những người như thế. Nhìn cái bên trên này là lúc mà em cũng đoán được rồi đúng không? Ngày xưa ăn hoài luôn á, sao bây giờ? Để thử lại xem cái mùi vị nó có khác không? Ngày xưa em ăn hoài luôn á, bây giờ thì ít rồi. Ok, ui, của bên hơi trước. Kiểu điệu không? Hả? Hơi điệu không? Hơi điệu à? Ăn ý. Hả? Món này anh cũng rất là thích. Mà anh bình thường anh hay đùa mấy đứa bạn là nếu mà sau này lỡ xa cơ chắc là anh cũng mở một cái xe cá bên trên lên Đà Lạt để bán. Ủa sao anh lại nghĩ là anh sẽ mở ở Đà Lạt? Thì đó là một cái nơi mà kết nối với anh, kiểu anh cảm giác ở đó anh rất là thoải mái, yên bình. Anh nghĩ chắc là em cũng đi Đà Lạt đúng không? Em biết đi Đà Lạt lắm, em đi nhiều luôn ý. Kiểu IG với Facebook của em toàn hình đi Đà Lạt với bạn bè thôi. Đấy. Mà cái kiểu cảm giác em lên Đà Lạt ý, xong rồi lúc nào em cũng đi với bạn thân á. Xong nó có những cái cảm xúc mà lúc nào mình lên mình cũng nhớ duy nhất cái cảm giác đó luôn. Nhớ duy nhất cái cảm giác đấy. Chạy kiểu nó để lại cho mình cái dấu ấn đó, sâu đậm về cái khoảng thời gian mà mình đi chơi với bạn. Những người bạn như vậy ở trên Đà Lạt mà đi nhiều ấy. Chắc là em cũng đi rất nhiều nơi đúng không? Ở Đà Lạt đấy. Em đi cũng nhiều, nhưng mà hầu như toàn đi nhậu thôi. Em tự nhiên nhắc em lại thèm, mọi người, em thèm cái cảm giác mà trên Đà Lạt nó lạnh lạnh á. Xong rồi mình mặc áo ấm vào, xong rồi mình ngồi quây quần với nhau, xong rồi mình uống rượu uống bia. Trời ơi, đã. Anh vẫn follow thường xuyên mà. Là anh thấy còn con gái hết. Món cá viên chiên này
Thì em cũng nhớ là lúc đấy là mình ngồi ở công viên ha. Công viên Lê Thị Riêng. Cái thời điểm đấy là may mắn là anh tự nhiên có được một buổi hẹn với em. Và anh cho em nghe cái bài hát Không Sợ Nó Nhớ. Thì cũng may mắn là em thích. Em thích và em chịu đóng cho anh. Thì cái thời gian vừa rồi là hai mùa hè này, cái mùa hè vừa rồi ấy, là hiện đang diễn ra thì cái bài Không Chọn Nó Nhớ đấy nó lại viral trên viral lại, nhưng mà trên nền tảng TikTok rồi. Vì nó làm anh nhớ em. Nên là anh nó làm cái, anh có động lực để nhưng mà giờ em hỏi anh nè, anh bảo là tại vì cái bài hát đó nó viral lại rồi anh cảm thấy nhớ em. Cái đó là anh nhớ em hay là anh chỉ nhớ em ở khoảnh khắc đó thôi? Ra tất cả những cái khoảnh khắc mà anh gặp em, gặp ở ngoài đi, hay là những cái dòng story, khi mà anh nhìn những cái hình ảnh đấy anh đều rung động. Anh bị sao động và nó luôn là cái gì anh cảm thấy nó rất là chân quý với anh. Thì ngay cả thời điểm này hay bất kỳ thời điểm nào thì anh vẫn đối với anh, em vẫn luôn là cái gì nó rất là đặc biệt. Rằng anh yêu điều chưa tốt nhưng anh sẽ dần hoàn thiện nốt. Bây giờ đây anh chỉ muốn thốt lên vài câu. Sau cái buổi hẹn ngày hôm đó thì em nghĩ gì về anh? Dễ thương, một người rất là dễ thương, tốt bụng. Còn có niềm đam mê nữa. Em với anh Rum á là người có thể chia sẻ được với nhau. Em cảm thấy như là mình có thể hiểu được nhau, giống như là những người tri kỷ vậy đó, có thể hiểu được nhau, đúng không? Có thể chia sẻ thật vì trong cuộc sống này ít ai mà mình có thể nói được, mình chia sẻ được, có thể hiểu cho mình được lắm. Nên là từ trước đến giờ em vẫn giữ nguyên cái mối quan hệ như vậy á. Anh hiểu, anh cũng cảm nhận được cái năng lượng đấy. Thôi ta. Anh cứ nói đi. Em ngồi nghe. Thì nói chung là cái ngay từ ngày hôm đấy là anh đã thích em rồi. Mà nói chung là cũng phải ngay từ hôm đấy nữa, từ cái khoảnh khắc đầu thấy cái hình ảnh của em là anh thấy thế rồi ấy. Thế là anh bắt đầu nảy sinh tình cảm từ đấy. Sau đấy thì anh cũng có nhắn tin cho em, lâu anh cũng có nhắn tin cho em hỏi han. Thì mỗi lần nhắn tin với em kiểu anh bị gượng ấy, cái mỗi lần nhắn với em anh sẽ nhắn dài thật dài, xong cái có những lúc em xin á, cái xong anh suy nghĩ chết rồi, nhắn sai gì ta, không biết là ông bé nó có nghĩ gì không ta, hay mình có nhắn gì ấy không ta. Cái xong cái thì thôi, anh cũng thời gian sau anh biết là em có người yêu rồi ấy, nên là thành ra là anh cũng ngưng nhắn tin. Tại vì cá nhân anh thì anh không có những cái người bạn là con gái nhiều. Tức là để bạn mà để chia sẻ được hết vấn đề kia thì anh không có, chỉ là người yêu thôi. Còn lại đối với anh khi mà là những người con gái thì anh không có chia sẻ nhiều vấn đề được. Một là người yêu, hai là bạn bè bình thường, đúng không, chứ không kiểu như là chia sẻ. Nhưng mà anh hỏi ấy, những lúc mà em chia sẻ mấy cái status tâm trạng, em có ngại gì không mà
khi mà anh hỏi thì em không chia sẻ. Anh cảm giác là không biết là em ngại vấn đề đấy hay sao, tại vì nhiều khi anh cũng hỏi em nhưng mà thấy em không rap thành ra là đấy, mà sao lại không chia sẻ cho anh nhỉ? Bạn bè em còn hay mắng vốn em cái vụ mà nhắn tin cho em không trả lời. Em xem xong rồi em suy nghĩ một hồi cái em không trả lời nữa. Em tự giải quyết cái những cái suy nghĩ của mình, những cái khó khăn của mình. Nhưng mà em vẫn cảm thấy em may mắn khi mà em có cái tính đó. Em cũng không em đăng vậy đó. Nhưng mà em cũng không có muốn, tại vì thời gian của ai cũng bận hết. Thật ra là anh Rum ít gặp em, còn những người bạn thì mọi người sẽ nói chuyện nhiều hơn với em, nhưng mọi người sẽ hiểu tính em là em sẽ không chia sẻ cái vấn đề đó ra đâu. Em sẽ tự giải quyết nó, nhưng mà hầu như vấn đề nào em cũng giải quyết được hết. Anh cảm thấy không? Từ chuyện này qua chuyện kia, em vẫn chạy qua rất là bình thường, mặc dù có buồn. Anh thì luôn sẵn sàng ở đây để lắng nghe, nhưng mà cái vấn đề đó là chỉ là em muốn chia sẻ hay không thôi, đúng không? Câu hỏi này có khó với em không? Anh hỏi là anh muốn lắng nghe em để em có sẵn sàng chia sẻ không á hả? Thời điểm này thì chắc không. Ok. Thời điểm này tại vì em cũng giải quyết được hết rồi. Còn dạo này em cũng tập sống tích cực hơn nè, tập suy nghĩ khác đi nè. Bởi vì bạn em hay bảo là, mà chắc anh Rung cũng nên nghe cái câu này, mặc dù nó là câu rất là bình thường thôi. Thì ta, em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên, cái câu đấy. Đôi khi mình cứ thoải mái, mình sống nó vô tư ấy, thì cuộc sống nó lại hút những cái năng lượng tích cực hơn. Nên là dạo này em cũng thấy cuộc sống của em nó ngày ngày trôi qua cũng yên bình, cũng bình thường. Chỉ có điều là thiếu một người mà cho em cái cảm giác yêu. Em đến chương trình là em tìm một người cho em cái cảm giác em yêu họ và họ cũng yêu em. Em muốn đến chương trình để em tìm một người như vậy đúng không? Và bây giờ em sẽ gọi là sẽ đợi cái người đấy đến. Theo anh quan sát thì cũng có một vài cái tên thì anh cũng follow em sát sao mà, nên là không biết là vậy luôn đó hả? Thì không biết là em có đang đợi cái tên nào đấy thì anh không biết, nhưng mà cái khoảnh khắc này ấy, thì anh đã dự tính rồi, tức là anh phải đến đây. Nếu mà ví dụ đến chậm hay gì đấy sau này chắc chắn anh sẽ hối hận, tại vì anh nghĩ là mình sẽ làm được cái điều này sớm nhất có thể. Nên là anh quyết tâm anh tới đây. Nhưng mà em phải nói với em một câu là những người mà anh kêu là em follow sát sao gì đó, em đến đây cũng không đợi ai hết. Em mang trong mình một đúng kiểu một tâm hồn bắt đầu đi tìm lại tình yêu từ đầu. Em cũng muốn có những cuộc gặp gỡ trên sân khấu này mà mình quen biết nhau như thế này, nhưng mà cần bên nhau ấy, cái khoảnh khắc này nó phải, em sẽ cảm thấy kiểu rung động, em thích người đó thật sự. Em cảm giác em không hiểu tại sao luôn, lúc nào em đối diện với anh Rum á, em ngồi dưới cũng vậy, anh Rum luôn kiểu là một người rất là, người anh rất là thân thiết đối với em ý. Trong cái thời điểm hiện tại này, không biết nữa, em cảm thấy không có muốn làm một cái điều gì đó làm cho anh tổn thương luôn. Ok. Anh thì không cảm thấy cả, thì nói chung là cứ bình thường thôi. Nói chung là anh thì mọi thứ anh cũng quen rồi, nhưng mà anh biết là em rất là tốt với anh. Anh cũng cảm nhận được điều đấy. Em có biết là anh thích em ở điểm nào không? Tại sao? Em thấy chín bông hoa hướng dương ở phía dưới không?
Em biết ý nghĩa nó gì không? Luôn luôn tích cực hả? Luôn luôn cố gắng hả? Nó ý nghĩa là nụ cười của em như ánh mặt trời, anh yêu điều đó. Sorry, anh hơi ngại nói cái... Thật ra anh cảm thấy ngại nhưng mà em cảm thấy rất là vui. Bởi vì có một người đứng trước mặt mình xong rồi bày tỏ tình cảm với mình á. Thì thật ra bao giờ anh cũng không có gọi là kinh nghiệm tỏ tình nhiều đâu. Nên là thì như mà anh chia sẻ, mỗi lần anh tỏ tình ai thì thất bại. Nên là đời này anh cũng đang hơi bối rối xíu. Uống miếng không? Uống miếng đi. Em có nhiều mối tình chưa? Từ lúc chia tay bạn trai cũ thì chưa. Bạn trai cũ của em chắc anh cũng biết đúng không? Không, ý anh đang hỏi là... Từ trước đến nay hả? Từ trước đến nay. Chắc tầm 4 mối tình gì đó theo quan điểm của em. 4 mối tình? Nhưng mà em yêu mà lâu nhất thì chắc cũng chỉ 2 người thôi. Là 3 năm, 2 người. 3 năm. Còn những người còn lại thì em yêu kiểu mấy tháng ấy. Sau rồi em sẽ cảm thấy không tiếp tục được thì em sẽ dừng lại. Là cũng gọi như là người yêu là tầm khoảng 4 người ha. Tính anh cũng quanh quẩn đâu đấy tầm con số đấy. Gọi là thoáng qua thì cũng khá. Với tính tình của anh như này thì sorry. Có sao đâu? Có sao không? Lâu rồi anh mới đối diện với một người để anh nói cái điều này. Nhưng mà em thấy thoải mái dã man luôn. Em không hiểu tại sao, chắc là tại vì lời nó đến từ anh ấy nên em lắng nghe với một tâm thế rất là thoải mái. Như anh chưa kể với em là anh biết em từ đâu đúng không? Từ đâu ta? Em nhớ là từ cái video mà. Cái video hồi em quay ở phố đi bộ. Vậy là em nhớ đúng rồi. Thì trời ơi, tôi mà bạn ơi. Anh đã thích em từ thời điểm đấy rồi. Anh thì bản thân anh cũng ít chủ động kết bạn ấy. Mà tự nhiên ta xong tới lúc đấy thì ok. Anh bấm kết bạn. Và sau đấy thì follow là bắt đầu cái công cuộc follow từ đấy đến giờ. Có bỏ follow lần nào chưa? Em nhớ lại xem có không? Em hỏi chơi thôi. Tính anh bỏ follow cũng nhiều người. Nhưng với em thì chưa bao giờ. Vậy không? Hay ha, kiểu nó làm cho em nhận ra đối với nhiều người mình không là gì hết ấy. Nhưng mà cũng trên cuộc đời này cũng sẽ có những người mà coi trọng mình, tin tưởng mình, yêu thương mình. Mà em có nhớ cái đoạn mình đi xem phim không? Có hả ta? Hả? Có hả ta? Đoạn này chắc em quên rồi đó. Xem phim gì ta? Anh nhắc thử cái tên phim đi. Vậy là em quên rồi. Anh không nhớ tên phim nhưng mà anh nhớ đó là một cái đấy giờ anh cũng không nhớ. Không ạ, anh không nhớ tên phim thôi nhưng anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc đấy, đúng không? Là hai đứa đi xem phim ma nhưng mà ngồi ghế hàng đầu, cái tự nhiên vào hai đứa coi phim như này. Thì cái lúc đấy thì bản thân anh thấy mình nhìn nhận lại thì bản thân mình thấy là thiếu kinh nghiệm. Nên là lần này anh muốn ngồi đây với em xem một cái phim. Chắc là sẽ nhờ chương trình cứu lên đây ha. Chào mọi người. Chào em. Mọi người nhìn thấy gì ở trong video này? Cái clip này. Cô gái rất là xinh đẹp và đáng yêu đúng không? Đây là Phương Dung. Cô gái đặc biệt theo một cách rất riêng trong lòng của Room. Đối với anh, đây là con gái mà clip anh lâu đã phải lòng ngay từ lần đầu tiên.
nhìn thấy những hình ảnh này. Và cũng là hình bóng mà anh đã chôn chặt trong tim gần 3 năm qua. Anh là một chàng trai bình thường, vẻ ngoài có lẽ cũng không nổi bật so với những chàng trai xung quanh em. Ngoài âm nhạc ra, anh chẳng có tài lẻ gì cả. Nhưng ngoài tình yêu dành cho âm nhạc, thì anh còn dành một tình yêu thầm lặng dành cho em. Em là một cô gái hay cười, nụ cười rạng rỡ như là ánh ban mai. Một cô gái tinh nghịch, đôi khi hơi kiệu lời, nhưng lại có nhiều tâm sự. Lâu lâu lại đăng một vài dòng tâm trạng ở trên Instagram. Giá mà anh có thể là được chia sẻ cùng em những điều đó nha. Anh không giỏi chuyện trò, nhưng anh có thể lắng nghe em. Không muốn xem lại những hình ảnh này, lâu lắm rồi. Nhưng mà hồi này sao em hồn nhiên vui tươi với người ta. Cuộc sống của anh giờ chỉ có âm nhạc. Nhưng âm nhạc của anh bây giờ thì ngập tràn toàn hình bóng của em. Đấy, thì anh thì không giỏi trò chuyện, như nãy giờ anh nói chuyện thì em cũng thấy rồi. Nên là anh đành gửi gắm một vài cái tâm tư của mình qua cái clip này. Đấy. Thì mong là em sẽ cảm nhận được một cái điều gì đấy. Cho mượn tay được không? Xem bói hả? Không, không xem. Đây hả? Cái nào? Thế nào cũng được, em đặt tay lên ngực trái của anh được không? Mà em ngại lắm. Hả? Em ngại lắm. Sao mày ngại? Sao em không làm được đâu. À, không làm được hả? Vậy thì ok. Thì hiện tại thì nó cũng đang đập rất là nhanh. Thì anh chỉ muốn nói là khi mà mỗi lần gặp em á, hay là bắt gặp những cái hình ảnh của em, thì anh đều cảm thấy bị sao động. Thì sau ba năm rồi thì em vẫn luôn là người con gái vô cùng đặc biệt ở trong lòng anh. Cho dù có như thế nào đi nữa, nhưng mà anh không nghĩ là khi mà tới đây gặp em thì em lại ở trong cái tâm thế thoải mái. Chứ trong cái tưởng tượng của anh thì anh nghĩ là em sẽ kiểu dù già hơn, nhưng mà cái năng lượng của em nó cháy quá. Nó lấn át cả anh luôn rồi. Đấy. Mà... Em lớn rồi mà. 3-4 năm nó cũng thay đổi nhiều. Cách mà em đối diện với tất cả mọi thứ nó cũng khác. Giống như là ở thời điểm hiện tại ấy. Lúc mà biết anh Rung tới đây, em cũng ngồi suy nghĩ. Em phải nói gì ta? Em phải làm sao cho... tại vì anh Rung cũng ít nói, mà bình thường em cũng ít nói. Sao em phải cố gắng, em nghĩ bây giờ mình phải làm cái gì đó cho không khí nó thoải mái. Nhưng mà lúc mà nói chuyện với anh thì em cũng không phải làm gì nhiều, tại vì cách nói chuyện của anh với em cũng thoải mái. Nhưng mà em muốn nói cho anh Rung biết một điều. Điều gì? Anh có thể nghe không? Cái cảm xúc của em á. Em luôn luôn xem anh từ trước đến giờ luôn.
giống tâm thế một người anh rất là thân thiết với em. Em rất là tôn trọng, rất là quý mến. Anh là một người đem lại cho em nhiều lời khuyên nè. Anh cũng hay gửi những lời an ủi. Nhưng mà em chỉ muốn bởi vì ở ngoài anh Rung rất nhát luôn ý. Nhưng mà ngày hôm nay thì vì em, cũng vì em nên là anh Rung dũng cảm hơn lên trên này tỏ tình với em. Thực ra tất cả những cái khoảnh khắc mà anh gặp em, khi mà anh nhìn những cái hình ảnh đấy, anh đều rung động. Ngay cả thời điểm này hay là bất kỳ thời điểm nào thì anh vẫn, đối với anh em vẫn luôn nói thì nó rất là đặc biệt. Ngày xưa thì em cũng có cảm thấy anh Rung có một cái tình cảm gì đặc biệt cho em hơn mọi người xung quanh. Tới bây giờ để tới bây giờ thì nó cũng mấy năm ấy, em cũng không biết là cũng không có không biết là tại mình cũng ít gặp á. Em chỉ muốn dừng cái tình cảm nó ở mức bạn bè. Ngọt ngào đêm nay cũng sẽ tàn thôi, vì chẳng ai đời mãi yêu mãi một người. Tình đẹp khi dở dang một thời. Mà dù em biết là em nói ra chắc anh cũng buồn đó, đúng không? Không. Anh nói anh thích em rất là lâu rồi. Nhưng mà nếu mà em không nói ra ấy, bình thường em có xem story của anh ấy, nhưng mà anh không chủ đích đăng tên của em. Em cũng không biết là sao cái tình cảm của anh nó cứ như vậy hoài, từ ngày này qua tháng nọ. Em cũng rất là cảm động với cái tình cảm đó, nhưng mà nó không phải là, tại vì anh cũng biết nếu mà tính cho em á, nếu như em cảm thấy em thích anh nhiều thì có lẽ em sẽ mở lời ở ngoài luôn. Nếu như là tính cách của em không có, Ok, anh hiểu ý của em. Thì em luôn luôn muốn mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người ấy, kể cả anh luôn. Anh muốn nói vậy thôi. Còn lại khi mà tâm thế của anh thì anh tới đây với một cái tâm thế nó hộp thì cũng có đó, nhưng mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cái tình huống như thế này rồi. Thì anh đã chấp nhận dám lên đây làm rồi thì chấp nhận thất bại thôi. Chứ anh cũng không có vấn đề gì cả ấy. Mình vẫn giữ mối quan hệ như cũ đúng không? Hoặc là mọi thứ đối với anh thì nó nói như kiểu là thời điểm mà. Tại vì có thể thời điểm này mình như này. Tại vì anh cũng từng có một vài mối tình kiểu như là thời điểm đầu nhìn rất là ghét nhau. Cái tự nhiên một thời gian dài, anh nghĩ là cái gặp nhau ở bên ngoài nó quan trọng. Tại vì lúc đấy cái hình ảnh mọi thứ nó tương tác nó sẽ chân thật, với cả nó sẽ cảm xúc hơn, thì sẽ có được cái cảm xúc từ đấy. Nhưng mà xui hay là mình cũng ít gặp, nên là thành ra là cái vấn đề đấy thì anh nghĩ là nó cũng là hiển nhiên. Tại vì 2 năm rồi, chắc cũng gần 3 năm. Đấy, cái bao duyên này anh có gửi em, nhưng mà chắc là anh sẽ xin phép anh giữ lại cho mình. Em biết là một bông hoa hướng dương này nó sẽ có ý nghĩa nhiều. Nó luôn hướng về phía mặt trời, nó luôn vui vẻ, năng lượng và tích cực nha anh Rung. Thì đấy, thì anh giữ cái này thì nó cũng là ý nghĩa như vậy, nhưng mà mặt trời của anh thì chính là kết quả nó có như nào thì không sao cả. Đấy, nhưng mà anh xin phép giữ cái bông hoa này nhé. Thì anh còn một cái món quà, một cái tâm sự khác của anh nữa.
Anh như lúc nãy anh cũng nói là anh cũng chả có nhiều tài lẻ gì cả, ngoài âm nhạc ra thì anh còn một cái bài hát cuối cùng là tâm tư của anh đó giờ dành cho em, cái khúc có tên là Vì Lỡ Yêu Em Rồi. Xin mời lắng nghe. Ok, em sẽ làm khán giả. Anh ra đem xuống được không? Dạ, để em cầm bó hoa. Ok. Hãy đòi lại. Không, mong đòi lại. Còn nhút nhát anh dám lên đây thì là anh cũng đã dành hết cái tấm lòng này rồi. Quá yêu em, quá thương em, đau ngậm ngùi anh vẫn bước bên em. Vì lỡ yêu em rồi, vì lỡ thương em rồi, vì nắng yêu bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong vơi vơi nơi đôi mắt em cầu vồng lên. Sao đêm ông thầm mong được bên em, vì lỡ cho dài khờ, vì lỡ đã mong chờ, vì anh chẳng bao giờ có thể làm đôi mi của em ướt vì anh một lần. Khi anh thôi không còn yêu em, còn thương em, đằng sau em dõi theo em như lần đầu. Em phải đến đây, nếu mà ví dụ đến chậm hay gì đấy, sau này chắc chắn anh sẽ hối hận. Vì quá yêu em, vì quá thương em, đau ngậm ngùi anh vẫn bước bên em. Vì lỡ yêu em rồi, vì lỡ thương em rồi, vì nắng yêu bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong vơi vơi nơi đôi mắt em cầu vồng lên ngày sao đêm. Sau 3 năm rồi thì em vẫn luôn là người con gái vô cùng đặc biệt ở trong lòng anh. Có thể làm đôi mi của em ướt vì anh một lần. Khi anh thôi không còn yêu em, còn thương em, đằng sau em dõi theo em như lần đầu. Lỡ yêu em rồi, lỡ thương em rồi, nắng yêu bầu trời nên mưa làm hên đi màu xanh ngát trong vơi vơi nơi đôi mắt em cầu vồng lên ngàn sao đêm ông thầm mong được bên em. Ấy cái hoa hướng dương này anh có gửi em nhưng mà chắc là anh sẽ xin phép anh giữ lại, nhưng mà mặt trời của anh thì chính là em. Em luôn luôn xem anh từ trước đến giờ luôn, giống tâm thế một người anh rất là thân thiết với em. Ở phía sau, nhưng mà cánh cổng sẽ đóng lại. Vì có nán thêm một chút nữa thì lời từ chối vẫn phải nói ra đúng không? Chàng trai đã nói là điều này tôi biết trước, nên tôi không muốn thấy em nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Có thể tôi xuất hiện hơi yếu đuối, hơi nhút nhát, nhưng cách tôi ra đi sau khi lấy hết can đảm bày tỏ cho em, tôi không muốn là một người nhút nhát, nên có lẽ là mình quay lưng như thế này, rời xa khỏi giấc mơ ngọt ngào đó,
theo cách này vẫn tốt hơn. Là Dung xin lỗi, chúng ta là bạn nha. Cảm ơn vì bài hát rất là hay. Em cứ giữ hết những lời đó trong trái tim. Và khi mà khán giả thấy những giọt nước mắt này, họ cũng biết rằng là từ chối một người cũng đau, giống như là ôm gai của hoa hồng vậy. Chúng ta đã bước vào tình yêu trong căn phòng đó với rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Và chúng ta bước ra trong sự thấu hiểu rằng không phải bất cứ một kỷ niệm đẹp nào cũng gọi là tình yêu. Không phải cái thương nào cũng là cái thương của tri kỷ. Trong bài hát đó chị thấy có một câu rất hay. Vì lỡ yêu em rồi nên tôi mất đi một nụ cười. Thế thì tình yêu buồn quá. Vì lỡ yêu em mà tôi có thêm được một niềm vui thì mới là tình yêu chân chính, phải không? Có phải là Dung sợ là cả hai không có vui vẻ nên mình kết thúc ở đây vẫn tốt hơn chứ? Em cảm thấy là anh Room thật sự là một người rất là tốt. Nhưng mà đối với em cảm thấy nó đầy đủ. Cái tình cảm nó đầy đủ, chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Em vẫn cảm ơn anh Room rất là nhiều. Bởi vì em ngồi ghế cũng rất là lâu rồi mà có một người đứng trước mặt mình mà bày tỏ tình cảm với mình. Thật sự từ chối một người rất là tốt đi. Nó cảm giác không phải là tiếc mà nó kiểu trăn trở, nó căng cánh trong lòng em á. Nhưng mà ít ra Rung còn được nói lời yêu thương. Ít ra em đã được đứng ở trong một khung cảnh đẹp và biết là có ai đó thương mình lắm, nghĩ đến mình nhiều lắm. Dù gặp mình không có bao lâu nhưng viết cho mình rất nhiều những giai điệu đẹp mà sau này em có nghe lại, em có già đi thì em vẫn biết bài hát đó là Tôi Của Thanh Xuân. Bây giờ thì mọi người biết là những bài hát hay từ đâu ra rồi đó. Những bài hát yêu đời, từ những cái ước mơ được hạnh phúc hơn. Còn những bài hát buồn như thế này, mọi người cũng biết ở đâu ra rồi đó. Nó từ những vết thương hở vẫn còn chưa liền da. Nhưng mà ký ức ngày hôm nay thế là đủ rồi. Mình sẽ khép lại giống như những đóa hoa thạch thảo này ha. Forget me not, xin đừng quên tôi. Mong là em cũng không quên bạn ha. Một ly rượu rum ăn kèm với lại kem nho là hết sảy. Chua chua, ngọt ngọt, đắng đắng. Nhưng cảm giác cuối cùng phải động lại là sự khoan khoái, hạnh phúc để tận hưởng cuộc đời. Cảm ơn em vì đã nói câu từ chối. Còn bây giờ thì Hà Trinh xin phép được khép lại màn hình ngày hôm nay nha mọi người. Hôm nay chắc là mọi người có nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm cho trái tim của quý vị bị làm phiền, xới tung những cảm xúc làm quý vị tức giận, đôi lúc thất vọng. Và có thể chúng ta cũng có những lý do để chán ghét, nhưng mong rằng chúng ta sẽ tìm thêm nhiều lý do để yêu thương. Và chúc cho quý vị sẽ thật bình an, có một giấc ngủ ngon vào giờ khuya khoắt thế này. Và chúng tôi vẫn sẽ gặp lại quý vị vào tuần sau chứ, 19:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Official Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Chương trình với sự đồng hành của Wow Day. Đây là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích cho người dùng có thể tạo một buổi gặp gỡ và hẹn hò nhau ngoài đời thực với châm ngôn. 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Quý vị có thể thử trải nghiệm bằng cách là chúng ta sử dụng trên nền tảng iOS hoặc Android đều được ạ. Chúng tôi vẫn mong được quý vị bao dung và lắng nghe thêm những câu chuyện có thể cười cũng có thể đẫm nước mắt. Cảm ơn Dung và cảm ơn Room và cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Wow Day, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thực. Các chàng trai phong cách như thế nào sẽ ấn tượng với Binhat? Mọi người đoán xem. Em thấy Binhat là vừa đáng yêu vừa ngầu con đấy ạ. Cho nên là chơi nhiều kiểu đúng không? Gì vậy? Cái gì mà chơi nhiều kiểu ba? Không phải nhiều hệ nhá, mà là nhiều style, nhiều gu ấy, có thể sẽ thích Binhat. Chị ơi, hôm nay có hai màu hồng chị ạ. Đối thủ nhau rồi. Đối thủ nhau màu hồng. Trời ơi, không tin luôn á. Sao vậy chị? Cái gu em kỳ vậy? À, Binhat. Ủa sao cái gu em kỳ mà anh chỉ em? Anh đi đi.